Để quay lại tiếp một đoạn cái video để chúng ta làm tiếp cái mini project 3 nhé. Chúng ta chạy thử lên xem là npm start. Chúng ta đang làm với cái to-do app, to-do list app với React Hook. Phần trước thì chúng ta đã phân chia thành các cái component rồi, đúng không? Đấy. Chúng ta đã làm xong cái phần là đã phân chia thành các cái component. Ok, đúng không nhỉ? Đấy. Ta đã đặt như thế này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xử lý một số các cái chức năng như phân tích ở đây, đúng không nhỉ? Xử lý chức năng. Ta làm đến phần này rồi. Chức năng show list task thì chúng ta sẽ từ app tạo mốc data. List task, cái phần này chúng ta có thể là tạo mới và lưu trữ vào local storage, đúng không ạ? Bây giờ cơ bản thì chúng ta sẽ đẩy cái list task này vào trong list show data đến các cái task đang dùng với React Hook, được chưa? Ok, chúng ta lại xem lại một chút. Hiện tại đây là dữ liệu tĩnh, ta làm cái phần này trước này, mục số 4 đúng không nhỉ? Đấy. Ok nhỉ. Ta bắt đầu vào đây. Ta đang muốn trình bày dữ liệu lên trên này. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là gì? Trong cái app này chúng ta gọi là tạo cái mốc data. Đấy. Tạo cái mốc data tương ứng. Thế thì chúng ta sẽ tạo nó như sau. Một cái list tab, bản chất nó là một cái mảng dữ liệu constant list tab đây, đúng không nhỉ? Bằng như thế này, đúng không ạ? Nhưng ta cứ tạo mới một cái mốc ở đây thì về cơ bản nó sẽ có ba cái phần. Chúng ta nhìn ở đây giao diện thì nó có tên, có mức độ, ta tạo thêm cái ID nữa thôi, đúng không nhỉ? Đấy, tạo thêm cái ID nữa thôi. Rồi đối tượng thứ nhất này, ta đặt nó là tab ID, ví dụ như là một chẳng hạn đi. Task name ta nhớ đặt theo chuẩn đặt tên. Chúng ta copy cái dữ liệu này, ta nhớ là nó là ABC gì đấy, thôi tạm thời ta cứ lấy cái này đi, đúng không? Đấy. Cái thứ ba là level thì ta để nó là các mức độ medium, hay để là một đi, hoặc là chúng ta có ba cái mức độ bạn để chuỗi cũng được, là gì? Small, ví dụ thế, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái thành phần mà chúng ta sử dụng. Ok, đúng chưa nhỉ? Chúng ta tạo thêm ba dòng nữa đúng không nhỉ? Đấy, ba cái sản phẩm. Đặt tên là 1 2 3. Đúng không? Ta thử xem lại xem là thôi kệ nó đi. Là dữ liệu là như vậy. Cái này là gì? Ta để thêm một cái nữa là medium. Và một cái là 2, ví dụ thế. Đúng không nhỉ? 2. Đấy. Ta có ba cái cấp độ như vậy, đúng không? Và các cái phần tử này đấy, là cái này ta gọi là mốc data. Chúng ta đang làm ở cái mục thứ 4 này, tạo xong mốc data và từ app có mốc data chúng ta đẩy vào đây và chúng ta sử dụng hook, nên là như cái phần React Basic 1 chúng ta dùng là React Basic, phần 2 ta dùng Redux, phần này ta dùng hook. Dùng hook tức là gì? Tức là chúng ta sẽ tạo một cái use state, đúng không nhỉ? Gồm có là các cái task và
setup đúng không, bằng usage, usage đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái usage này như thế nào, đúng không? Chúng ta có thể lưu nó vào local storage và chúng ta lấy nó ra. Nhưng về cái cơ bản usage này khởi tạo, nếu mặc định bình thường chúng ta sẽ khởi tạo từ đây, phải đặt list task này add đi, tức là nó thể hiện số nhiều ấy, đúng không nhỉ? Thì bình thường là chúng ta lấy trực tiếp như thế này, đúng không? Đấy. Nhưng nếu mà chúng ta lưu vào local storage thì chỗ này chúng ta phải xử lý. Chúng ta nếu có trong local storage chúng ta lấy ra, đúng không? Còn không chúng ta sẽ, nó chưa có chúng ta lấy cái này. Đấy. Đúng không ạ? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ xử lý nó như sau này. Bạn sẽ tạo một cái callback function ở đây này, usState, đúng không? Và chúng ta sẽ lấy ra từ cái local storage một cái list đi, đúng không, bằng local storage.get item, đúng không ạ? Chẳng hạn chúng ta lưu ở đây trong này là một cái task như thế này. Nhưng ở đây thì trong này chúng ta lưu ở chuỗi JSON, nên là bạn sẽ sử dụng JSON để chúng ta bạn nó sang dạng mảng chúng ta xử lý. Đấy, ok. Nhưng nếu trong này nó chưa có thì chúng ta phải lấy cái này. Cái này bạn đặt cho thầy chữ L thường nhé, cho nó nhìn cho nó dễ. Đấy, ok, thầy cho to ra một tí cho nó dễ nhìn, đúng không? Đấy, ok, đang ghi rõ, đúng chưa? Bây giờ ta kiểm tra nếu như nó có, tức là gì? Nếu như cái này không có list mà bằng null, tức là trong local storage nó chưa có, thì chúng ta sẽ return về cái list task mà chúng ta tạo mốc ở trên. Còn không thì chúng ta sẽ return về cái list. Đấy, tức là chúng ta sẽ khởi tạo cái task này là cái này hoặc cái này, đúng không? Ta viết như này thì nó hơi ngắn gọn quá, để đặt như này cho dễ nhìn. Đấy, đúng không? Và ngược lại cái này, nếu có null thì ta lấy cái khởi tạo này, còn nếu nó khác null thì ta lấy cái này, đúng không? Hoặc viết đầy đủ hơn thì bạn viết L ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn nó dễ hơn là như thế thôi, đúng chưa nhỉ? Như vậy cái phần usState chúng ta khởi tạo ở đây là một cái giá trị là lấy từ local storage, hoặc là chúng ta lấy từ cái mốc data chúng ta tạo ở đây, đúng không ạ? Đây là cái phần mà chúng ta tạo xong cái mục thứ nhất, đúng chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta đi đẩy nó vào trong cái gì, đẩy nó vào trong cái list task để chúng ta hiển thị nó lên, tức là ta làm cái phần này show data, đúng không ạ? Vậy thì đơn thuần là chúng ta tìm đến thôi. Bây giờ chúng ta trên cái này nó có anh này rồi, đúng không? Chúng ta tìm đến cái list task này, chúng ta tạo một cái probe ở đây, render list task đi, đúng không nhỉ? Bằng chính cái mà chúng ta lấy từ trong state đấy. Cách chúng ta sử dụng usState của hook, đúng không nhỉ? Đây, ta tạo đến đây rồi, render list task, đúng chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang task để chúng ta hiển thị từng item một, tức là chúng ta sẽ chuyển cái này vào trong này để chúng ta hiển thị đây, đúng không? Đấy, chúng ta có thể đặt luôn ở đây cũng được. Đấy, render list task, đúng chưa? Chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ chuyển nó vào trong các cái task này, đúng không ạ? Hay nó khác, lúc này đây nó là một probe, đúng chưa nhỉ? Hoặc là bạn có thể dùng một cái tham số ở đây để chúng ta lấy ra cũng được, đúng chưa? Thôi thầy cứ lấy bằng cách này đi cũng được, render list task, đúng không ạ? Bây giờ cái này nó là một mảng, chúng ta sẽ chuyển nó vào từng cái task này. Đấy, phần 1 chúng ta đã làm rồi. Thầy tạo một cái gì? Một cái element task đi, đúng chưa? Bằng chính cái mảng này,
chúng ta map ra từng phần tử, map mỗi một lần map ấy, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái item phải đặt luôn là task, được chưa nhỉ, và cái chỉ số của nó index. Đấy. Và cái này chúng ta sẽ return về cái, bình thường là bạn sẽ return về cái này thôi, return và một cái gì, một cái task này. Đấy. Đúng chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta bỏ hết cái này đi, đúng không? Chúng ta gọi lại cái element task đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó sẽ có ba cái phần tử, đúng chưa? Đấy, ba cái phần tử, đúng không ạ? Tương ứng. Tiếp theo chúng ta thấy rằng là ta đẩy cái dữ liệu từ cái task này vào từng phần này, đúng không? Thì đây chúng ta tạo ra một, thứ nhất là key, đặt luôn nó bằng index. Đấy. Phần thứ hai chúng ta có nhìn thấy cái số thứ tự thì đặt luôn là số thứ tự bằng index, ta lấy từ 1 chẳng hạn, ta để index cộng 1, và cái thuộc tính render ra từng cái task 1. Đấy, bằng, nó chính là cái anh này, là cái mà chúng ta đặt ở đây. Đúng chưa? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ render được ra cái phần này. Ok chưa? À, thì bây giờ từ cái này chúng ta sẽ vào trong này để chúng ta hiển thị nó thôi. Chúng ta lấy luôn cái render này, Ctrl C vào đây, đúng không? Ta thêm cái, bản thân cái này là probe, thì ta đang đặt luôn trực tiếp ở đây, một cái function ở đây, à một cái tham số đầu vào, đúng không ạ? Và chúng ta có render task này rồi, chúng ta hiển thị lên các chỗ này, ví dụ đây, à ta lấy thêm cái gì nữa, số thứ tự, đúng không nhỉ? Đấy, số thứ tự sẽ được hiển thị chỗ này. Đấy, số thứ tự, đúng không? Còn cái nội dung thì sẽ hiển thị vào đây. Xóa đi, là gì, render task, à, lấy ra cái thuộc tính là gì, task name, đúng chưa nhỉ? Đấy, task name. Còn cái này thì nó lại tùy vào cái level để chúng ta hiển thị nó là cái loại này, đúng không nhỉ? Thế thì chỗ này này chúng ta sẽ tạo riêng nó ra, Ctrl C, chúng ta sẽ tạo ra ở đây là gì, let element level. Đấy, bằng, ban đầu bằng rỗng đi, đúng chưa? Đấy. Ờ, ta xem lại trong này ta đặt nó là, à thế là đặt small medium 2, thế thì ta vẫn trong này chúng ta vẫn phải là gì, nếu cái render task chấm level mà bằng small. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt cái anh này là gì, element bằng. Đấy. Bằng chính cái anh này, nhưng không phải là anh này đâu nhé. Đấy, phải đặt vào đây trước, đúng chưa? Nhưng chúng ta phải tìm đến là gì, à, chờ đợi chút đã. Ok, control, thôi cả nó đi, các warning. Ta xem lại xem là ở trong cái phần trước của chúng ta thì để 13, đúng không? Video Jack 3. À đây. Đấy. À CMD podcast chấm. Để ta xem là cái giá trị đấy nó hiển thị là cái alert đấy là cái gì thôi. Ta tìm đến này. Đâu đây. Ta tìm đến cái phần là cái chỗ mà label đấy. Đây đúng không nhỉ? À đây là form dưới cơ. Đây. Trong cái phần thiết kế. Đây, đúng không nhỉ? Nếu là 2 thì nó là danger. Còn nếu là small thì nó là default. Còn nếu là medium thì nó là info. Vậy cái small chúng ta sẽ copy cái này. Đấy. Thực ra là copy cái này, này. Copy đến cái này, này. Đấy. Ta thay nó vào đây. Là chỗ này là small thì phải đặt vào đây, đúng không? Default. Đấy. Ngược lại chúng ta lại kiểm tra xem, nếu như cái render task chấm label mà bằng medium. Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy cái anh này, Ctrl C, Ctrl V, medium tức là cái này là medium,
và cái này là info. Đấy. Và cuối cùng chúng ta còn lại một anh là 2 thôi. 2 nó chính là cái anh này. Đấy, chúng ta cắt luôn nó lên. Đấy, đặt cái này vào. Bằng. Đúng rồi nhỉ? Đấy. Như vậy là chúng ta có được cái element cho cái chức năng đấy, chúng ta sẽ đặt vào chỗ mà chúng ta vừa đây rồi. Đúng không? Element. Được chưa? Chúng ta quay lại xem nó hiển thị đúng cái không được à? Xong rồi. Element level bằng rỗng này. Nếu small thì đặt cái này, nếu là medium thì đặt ở đây. Nếu là high ở đây. Thì nó phải có chứ. Có lỗi gì không? À. Đây. Nhờ thế. Component view. Element level assign value. Phải sử dụng rồi mà. À đâu nhầm. Phải là cái gì? Này chứ. Đó. Ok. Chúng ta có toàn bộ là 2 hết à. Đúng không? Nó phải là medium small gì đấy chứ. Nếu 2 hết tức là chỗ này chúng ta so sánh bị sai. Bị sai ở chỗ này có bằng small hay không, bằng medium hay không. Đúng không nhỉ? Nếu bằng small thì lấy anh này. Cái dữ liệu của chúng ta ở đây là small medium 2. Đúng không? Hay được. Để thầy lock chỗ này ra xem là nó là gì. Lock. Đấy. Render task label. Lock cái anh này ra. Label 2 chấm phẩy render task chấm label. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là giá trị của nó là bao nhiêu. 123 O2. À, hình như là phải chạy nó trong trong này nó bị tab bị sai. Xóa đi đã. Đúng không ạ? Rồi, ok. Đấy. More medium. Đây mới là dữ liệu của nó. Và lúc này nó thầy mới lấy ra thôi, nó chưa có ở trong trong thành phần này. Đấy. Ok. Như vậy chúng ta đã hiển thị được cái dữ liệu từ cái mốc data đấy lên, tức là chúng ta đã làm được đến cái bước số mấy đây, đến đây rồi, làm nhiệm vụ được sâu data, đúng không ạ? Ẩn hiện form khi thêm task. À, chức năng này chúng ta có cần nhấn add thì chúng ta sẽ hiển thị cái form, còn nếu không thì chúng ta sẽ ẩn nó đi. Thế thì phải làm thế nào? Ta làm chức năng số 4.2 này. Ẩn hiện. Tức là có nghĩa là ban đầu chúng ta chưa có cái form này, khi nhấn add task thì nó mới xuất hiện ở đây. Đúng không? Đấy. Vậy ban đầu nó chưa xuất hiện thì chúng ta chắc chắn là bạn phải dùng thêm một cái khái niệm nữa là sử dụng state thôi. Constant. Chúng ta có isToggle đi. Phải và gì set is toggle bằng gì use state được chưa, và tham số khởi tạo của nó cái is toggle này mặc định là fail, đúng không ạ? Bây dựa vào is toggle này để chúng ta ẩn hiện cái form này, đúng thế không? Đấy, thế là chúng ta sẽ render có điều kiện, tức là gì? Tức là ta kiểm tra xem. Thế thì làm luôn như này đi. Is to go, đúng không? Mở vào đây. Thầy để vào đây chẳng hạn. Is to go hỏi chấm. Đấy. Ta để cái này lên đây. Render form. Đấy, còn không thì để rõ.
Thế thì lúc này chúng ta sẽ thấy nó bị mất cái form đi, đúng không? Viết như thế này có nghĩa rằng là nếu cái này là true thì mới hiển thị cái này, còn không thì nó để trống. À, còn trường hợp cái này là true khi nào? Khi người dùng click vào cái này, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta click vào nút Add Task này. Cái này nằm ở đâu? Nằm ở trong control, đúng không? Đấy, chúng ta tìm đến cái chỗ Add Task. Add Task đâu? Đây, đúng chưa nhỉ? Đấy, chúng ta phát sinh một cái sự kiện, phải đặt đây là on click, đúng chưa nhỉ? Gọi một cái handle toggle đi, ẩn hiện form mà. Và ở đây chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ chắc chắn chỗ này là bạn sẽ truyền là true rồi. Để cái này ở đây, handle toggle, và khởi tạo nó ở đây. Chỗ này chúng ta bổ sung thêm một cái, đây là on toggle đi. Đấy, tức là cái probe khi chúng ta gọi từ app ấy, nó có một cái thuộc tính là on toggle. Và trên này chúng ta tạo một cái handle toggle, đúng chưa nhỉ? Đấy, và chúng ta gọi cái anh này, đúng không? Thế là xong. Gọi đây là gì? Truyền vào là true, đúng chưa nhỉ? Đấy. À, thế chỗ này chúng ta phải dùng nó là constant, đúng chưa? Đấy, is toggle. Thì chúng ta gọi cái này, thì cái này nằm ở trong cái control. Khi được gọi từ app, chúng ta copy cái này cho thành một cái là xong. Ctrl C này, vào app, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ thế nó vào đây, on toggle bằng, phải gọi luôn là handle toggle, thế thôi, được chưa? Và trên này chúng ta tạo ra một cái sự kiện để bắn cái anh này là gì? Handle toggle bằng một cái toggle đi, một cái tham số như thế đi, để sau này người ta gọi cái gì người ta sẽ đặt vào đấy. Và chúng ta xử lý để set cái này bằng gì? Set cái toggle bằng toggle này, đúng không? Đấy, ok. Đấy, khi ta click, ta chạy lại thôi nhé. Ồ, thôi xong. Trên app handle toggle sai, chúng ta phải là gì? Constant, đúng không? Đấy, ban đầu nó không hiện này. Đấy, nó hiển thị lên, đúng chưa? Chúng ta có thể xử lý luôn cái nút cancel này cũng được này. Cancel tức là nó ẩn đi, đúng chưa nhỉ? Ta làm luôn cái nút này dễ làm trước, cancel, đúng không ạ? Cancel thì bạn lại làm từ form, đúng chưa? Từ form khi nhấn vào nút cancel ở đây rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta có on click, đấy, gọi một cái handle vẫn là toggle đi, đúng chưa? Và cái handle toggle này cũng được tạo khi mà chuyển lên trên form, chúng ta sẽ lấy ở đây một cái là on toggle. Đấy. Và đây chúng ta sẽ tạo một cái around function handle toggle bằng. Đấy, chúng ta có ngay ở đây. Ta đưa cái này vào và truyền vào đây là fail. Được chưa? Còn giá trị false. Vậy thì cái này chúng ta cũng sẽ được gọi nó từ app xuống form. Tức là chỗ này chúng ta phải thêm một cái nữa là on toggle bằng bằng chính cái chúng ta dùng ở đây thôi, ta vừa tạo ra handle toggle. Đấy, ok. Được chưa? Ra thấy này. Đấy, rất là dễ dàng đúng không? Đây là phần xử lý cái chức năng số bao nhiêu? Số thêm này rồi. Nhấn add thì update cái toggle trên app. Đúng không ạ? Rồi, chức năng search thì tạm thời ta để sau đi. Chức năng add task, ta làm chức năng số 4 trước, đúng không nhỉ? Add task tức là bạn nhập dữ liệu trên form, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ gửi dữ liệu từ form lên app. Trên app chúng ta add một vào trong list task và render lại cái component này. Nhấn cancel thì thầy làm cancel trên kia rồi, đúng không nhỉ?
Đấy, vậy thì để chúng ta quản lý trên form này như cái phần 1 ấy, chúng ta vẫn dùng là state. Còn trong này chỉ khác là chúng ta dùng use state thôi. Đúng không ạ? Đấy. Vậy chức năng số 44 này. Thầy có thể ghi xuống đây. Ô cái này ta chưa dùng đến nhỉ. Không sao, ta sẽ dùng sau. Sau khi chúng ta add vào, chúng ta sẽ chỉnh lại cái này. Đấy, chức năng số 4.4 này. Đấy, ta biết chỗ này. Tức là gì? Bạn sẽ tạo một cái start, một constant là tag. Cái tag này nó khác tag này nhé. Tag này là list tag, còn cái tag này là một cái tag để chúng ta sẽ đặt nó lên form thôi. Đấy, bằng useState như này, đúng chưa? Bằng useState. UseState này chúng ta sẽ khởi tạo nó là gì? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi khởi tạo cái useState này như thế nào, đúng chưa ạ? Bởi vì nó là một object đây này, thế thì chỗ này bạn nên khởi tạo nó là một object như này đi, đúng chưa? Đấy, khởi tạo nó là một object như vậy. Và khi khởi tạo một object như thế thì chúng ta sẽ đẩy nó xuống form, đúng không? Đẩy nó xuống form thông qua cái sự kiện là render tab đẩy vào form trước, đúng không nhỉ? Đấy, ta lấy cái này. Đấy, ta đẩy vào form. Form của chúng ta đâu? Đây, đúng không? Bạn sẽ thêm một cái render tab bằng chính cái tab mà chúng ta vừa tạo đấy, để cho cái phần sau chúng ta thực hiện nó là sửa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cập nhật lại start này và ta đẩy xuống form để sửa, đúng chưa nhỉ? Đấy, chỗ này thầy để xuống dòng này. Đấy, như này cho dễ nhìn nhé. Dấu cho hai chấm này có thể để xuống này, đúng chưa? Thì chỗ này chúng ta sẽ còn thêm một vài cái nữa. Đấy, render tag chúng ta sẽ đẩy nó xuống form. Form đâu? Đây, đúng không? Ta có cái toggle rồi, ta đặt luôn cái render tag vào đây, đúng chưa nhỉ? Và từ cái render tag này chúng ta đã học về khái niệm về control component. Chúng ta sẽ đẩy dữ liệu từ cái này vào trong các cái ô này và xử lý với cái thành phần bạn cũng sẽ sử dụng cái hook ở đây, đúng không ạ? Ở đây thì thầy sẽ xử lý như sau. Đấy, như thế nào? Thầy có thể tạo ra một khởi tạo một cái giá trị trước đi. Let's initial tag. Cái này dành cho cái việc thêm hoặc sửa mà. Gồm có là tag ID, tạm thời thì để bằng 0. ID như thường nhé. Nó giống như là cái thuộc tính của tag chúng ta tổ chức ở trong ấy. Đấy, tag name chúng ta sẽ để nó bằng rỗng, và level chúng ta tạm thời để nó là ban đầu 1. Đấy, thì cái này là một cái object. Chúng ta cũng sử dụng useState để chúng ta quản lý cái trạng thái trên form. Đấy, constant quản lý cái trạng thái này thông qua một cái thuộc tính tag và set tag bằng useState. Cái state này chúng ta sẽ khởi tạo nó là cái anh này. Đấy, tạm thời ta cứ đặt nó vào đây, đúng không? Đấy, nhưng mà tùy thuộc rằng nếu như cái này có giá trị này, tức là cho trường hợp sửa ấy, thì chúng ta sẽ set lại cái tag này mà không phải cái này nữa, đúng không? Tạm thời đây thầy làm cho trường hợp đầu tiên là trường hợp thêm đi, đúng không nhỉ? Đấy, trường hợp thêm. Vậy thì trường hợp thêm ở đây chúng ta sẽ lấy cái này. Đây là tag rồi. Chúng ta sẽ hiển thị dữ liệu lên trên form, bắt đầu đặt theo control form, tức là phải có name. Đây là tag ID. À đâu? Đây là tag name mà. Đấy, tag name. Và value
chúng ta sẽ lấy từ cái tag chấm tag name, đúng không? Nhưng nếu như nó không có thì chúng ta để rỗng như này. Đấy, đây là một cái chúng ta chú ý về cái phép phép này, đúng không nhỉ? Tương tự như vậy, phần level, level thì nó là một cái, một cái level, thì đặt name đây là level là một, đúng không? Cái thứ hai, value chúng ta cũng lấy từ cái tag chấm level, đúng không ạ? Đấy, tag chấm level nó có thể là small, ở đây để 1, 2 thì không đúng lắm, thầy đã để giá trị rồi mà, đúng không? Ctrl C, Ctrl V đi, để giá trị thầy đặt lại ở đây là gồm có small là 1, đúng không? Thứ hai, medium, chuỗi medium, và thứ ba là gì? 2. Đấy, chúng ta đặt số thì chúng ta hiển thị ra đặt số, cái này ta bỏ đi, đúng chưa? Vậy thì ở đây level value rồi này, value này tương cái này, ok rồi, hết rồi, có hai cái này thôi, ID không có, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã làm với phần control form, à đâu, chỗ này thiếu, chúng ta sẽ đặt thêm cái này nữa, nếu nó không có thì chúng ta đặt nó là một, đúng không nhỉ? À đâu, là small chứ. Đấy, cái anh đầu tiên này. Ok, được chưa nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ cần một cái sự kiện trên nữa để nó làm thay đổi cái, khi mà chúng ta thay đổi trên form, tức là khi bạn nhấn vào đây, chúng ta nhấn thay đổi được, thì ta cần có sự kiện là gì? Là đến chỗ này sẽ start rồi, đúng không? Ta có constant handle trên trên, đúng không ạ? Bằng chúng ta sẽ đẩy vào đây là một cái, một cái đối tượng sự kiện event, và mục tiêu của chúng ta là cập nhật lại cái state để nó hiển thị trên form. Tức là gì? Chúng ta sẽ lấy ra cái name mà bạn thay đổi, cái này sẽ bằng là event.target, ta nhớ cái này rồi đúng không? Chấm name, và cái thứ hai chúng ta lấy ra value, đúng không ạ? Bằng ev.target.value. Đấy, như cái phần đầu, phần mini project 1 đây là chúng ta sử dụng cái set state, còn trong đây chúng ta dùng là set tag. Đấy, nó khác nhau như vậy thôi. Set tag, ok. Cái giá trị cũ ban đầu thì đặt nó reach, đặt là tag đi cũng được, đúng không nhỉ? Tag, và gì? Chúng ta sẽ trả về cái đối tượng của nó, bao gồm có là gì? Return về cái về một đối tượng như này, đúng không ạ? Gồm có cái tag ban đầu và cập nhật lại cái giá trị ta thay đổi name 2.value. Đó, thấy chưa? Bạc cái gì đây? Nhiều warning thế. Các component hình như chỗ nào ta dùng, thôi kệ nó. Ok, handle chain. Đấy, handle chain, handle chain chưa được dùng, chúng ta viết sai, handle chain, đúng rồi. Bây giờ ta dùng cho các sự đối tượng sự kiện ở đây thôi. Ví dụ như khi thay đổi tên, ta on chain, ta gọi cái gì? Handle chain. Và khi mà thay đổi trên combo box, chúng ta cũng gọi cái sự kiện on chain, được chưa? Test lại chỗ này chúng ta thấy ngay này, refresh nha, mất, thêm mới, đúng không? Đấy, bây giờ thì nó nhận rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta nhấn submit thì bạn sẽ gửi cái này lên app và cập nhật vào cái list này, đúng không ạ? Đấy, thế là chúng ta sẽ xử lý cho trường hợp thêm mới. Thêm mới thì bạn sẽ làm gì? Ta cần bắn lên một cái sự kiện. Chỗ này render tag thì chưa dùng đến này. Đấy, sự kiện ta thường đặt nó như thế này, on s, đúng không? Đấy, để s nó vào. Nhưng chúng ta chú ý là khi nào, khi chúng ta submit, tức là bạn nhấn vào nút submit, hoặc là chúng ta sử dụng on submit của form, form đây, đúng không? Ta có on submit. Đấy,
chúng ta sẽ gọi một sự kiện handle submit đi, sau này ta dùng cho cả, thêm cả sửa, ok, on submit, và tạo trên này một cái around function on submit bằng, đúng không ạ? Ta đặt tạm vào đây đã. Bản chất là chúng ta đang làm chức năng thêm. Đấy, ta sử dụng cái này. À, chỗ này ta truyền vào đây là một đối tượng sự kiện event. Chúng ta không event.preven default, đúng không? Chấm phẩy. Và chúng ta làm gì? Gọi cái on add. Và chúng ta add cái gì ở đây? Đấy. Chúng ta add một cái này chúng ta bắn lên trên thì bắn lên trên app là chính là bắn cái này thôi. Cái này này. Cái trong state đi. Đây. Bắn cái tab này thôi. Đây là xong. Đúng không? Đấy. Như vậy ta bắn được lên trên app với sự kiện của nó là on app. Đúng không? Lên app, ta quay lên app ta làm tiếp. Là chỗ app đó từ form này đến đây rồi. Ta có on app bằng handle submit đi. Đúng không ạ? Đấy. Ta viết một cái handle submit ở trong app để ta đón cái add đấy. Đúng không nhỉ? À không, ta gọi cái này là add. Thế thì ta đặt ở đây là handle add đi. Handle add đi. Đúng không? Ta tạo một cái handle add. Đúng không ạ? Trong này. Đây vẫn đang chức năng số 4, ta làm tiếp bên đây. Constant handle add bằng, ta lấy cái viết một cái function, around function đơn thuần là từ đẩy cái list này lên trên rồi add tag handle s, đặt thêm cho thầy cái này, handle add tag cho nó dễ hiểu. Handle add tag chỗ này ta sẽ gọi là handle add tag. Và handle add tag ta làm gì, đúng không ạ? Nó sẽ nhận cái giá trị từ form này này, từ cái này có một tham số này. Đấy, ta sẽ đặt về tham số, được chưa nhỉ? Và ta làm gì, ta set cái gọi cái hàm này cập nhật lại state ở trong này thôi. Đây này. Đấy, Ctrl C, Ctrl V. Đúng không? Một cái giá trị cũ và sẽ trả về chúng ta một cái tab mới. Nhưng ở đây nó không có cái ID. Thế thì chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ là nếu như không có ID thì ta làm ID tự tăng, đúng không? Đấy. Thế thì ta sẽ làm nó như sau. Ta tạo cái ID tự tăng này. Tạo cái ID tag tự tăng. Chúng ta tạo một cái tag ID add đi. Bằng gì? Bằng cái cũ re chấm, ví dụ như nó chưa có. Cái trường hợp này là chúng ta giải quyết trường hợp là chấm len, nếu mà chưa có tức là cái này nó nhỏ hơn 0 thì chúng ta bắt đầu ở 1, còn không thì chúng ta sẽ lấy cái to nhất đấy, tức là re.len, đúng không, trừ đi 1, cái này cộng thêm 1 tức là tăng lên 1 đơn vị. Đấy. Và chúng ta tạo một cái new tab ở đây bằng, bản thân nó là một object thôi, nó có là tab id bằng chính cái chúng ta vừa tạo add này, tạo mới đây này, và tab name thì bằng chính cái chúng ta put nó lên, tức là tab.tabname. Và cái thứ ba level thì bằng cái tab.level. Đấy. Và cái đối tượng này chúng ta sẽ trả về return lại cái tab đấy là gì, là có bao gồm cái trước đó và bổ sung thêm cái mới đây chính là cái new tab.
đúng chưa? Đấy, thế là chúng ta đã add được một cái vào trong trong cái gì, trong cái list task đấy. Thử cái nào, đến bước này rồi, ok này, thêm mới chung chung này. Đấy, cấp độ nhiệm vụ cao đi, add. À ta chưa gì, ta chưa xử lý được cái này đấy, đẩy nó lên, put lên, đến chưa nhỉ, xem có lỗi gì không, put lên được chưa. Rồi ta làm lại từng bước. Vậy thì ta bắt đầu từ form này, ta xem là nó put vào đây chưa này, đúng không? Thứ nhất là bạn log ra một cái, log đây là form add tag đấy, phải xem cái này đã là có chưa, đúng không? Cái thứ nhất chạy đến đây, ok, chỗ này chắc là thầy bỏ đi cái này chỗ nào nhỉ, cái đấy là cái level, level là test ở đâu, app à, nãy ta hiển thị cái log ở đâu đấy, tab đây, ta bỏ cái này đi để ta không nhìn thấy cái này nữa. Đấy, bây giờ ta làm nhiệm vụ là test từ phần form, bạn put lên đây chưa, nếu lên thì nó hiển thị, đúng rồi, phải copy một cái Ctrl C. Đấy, add task này, 1, 2, 3 này, small này, submit. Chưa được, chưa ăn cái này, đúng không? Mà chúng ta rõ ràng là chúng ta tạo form mà, có chưa, handle submit. Đấy, xem là nó đã put được vào form chưa, handle submit. À, event default rồi, task chưa chạy vào đây rồi đấy, đúng không? On submit form action post button danh này, thế thì thầy chạy xuống đây nhé. Đấy, để tạo dưới này đi, phát sinh sự kiện ở đây, on click handle submit, ok này chắc là ok rồi. Đấy, add task này, 1, 2, 3 này, medium này, à vào đây rồi, đúng không? Trường hợp thêm mới thì ta vẫn đang để nó mặc định nó là không, vào đây rồi nhé. Ồ, nó thêm vào luôn rồi, khỏi cần check nữa, đúng không nhỉ? Nó thêm thì nó mới hiển thị ở đây được. Chúng ta refresh này, lại mất đi. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa là gì, là khi mà chúng ta đẩy lên trên này rồi, chúng ta đã thêm một app vào đây rồi, đúng không? Chúng ta cần phải ghi lại trên local storage, cập nhật lại tab chúng ta cập nhật rồi đây, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta làm thêm một cái bước nữa là ghi lại, tức là khi mà cái tab list tab nó thay đổi, đúng không nhỉ? Khi list tab nó thay đổi thì chúng ta lưu lại. Đấy, vậy thì trong cái đến bước này rồi, trong trường hợp thêm sửa đến chỗ này rồi, thấy đây là khi tab này thay đổi thì chúng ta làm gì, cập nhật và lưu lại trong local storage. Đấy, có nghĩa là gì, chúng ta sử dụng một cái effect, đúng không nhỉ, effect. Đấy, ta sử dụng một cái effect và nó làm gì, ta làm cái nhiệm vụ như sau, đúng không? Cái này là nó phụ thuộc, chúng ta dùng thêm cái tham số thứ hai, tức là khi cái ta làm cái nhiệm vụ là khi cái task này thay đổi, tức là task này này, đây này,
Đó, khi cái này nó thay đổi thì ta sẽ cập nhật lại. Khi tag SC thay đổi, cập nhật, đúng không? Local store đấy. Như trong trường hợp mà nó không có, nhưng chưa có gì thì thôi. Đó. Còn nếu nó đã thay đổi, tức là trường hợp đầu, lúc đầu thì nó không chạy cái này nhé. Chúng ta ràng buộc thêm một cái điều kiện nữa là khi cái tag chấm len mà bằng không thì chúng ta không làm gì cả, enter. Đấy, còn ngược lại chúng ta sẽ lưu vào local storage .set item. Cái tham số khi nãy ta lấy ra ở đây là gì? Là cái này. Thì bây giờ chúng ta lưu vào đúng cái đó. Đây. Set item. Được chưa nhỉ? Và cái giá trị chúng ta lưu vào nó chính là cái tag. Cái tag thì khi chúng ta chuyển ta lưu trữ bằng JSON, chúng ta chuyển nó sang JSON .signify của gì? Của tag. Đây là sao? Đúng không ạ? Bạn sẽ thấy rằng là cái nào lại lỗi đây? Effect à, effect này chưa được đưa vào. Đây không dùng đến là bỏ đi. Wrap không dùng đến bỏ đi. Đấy. Ok. Đấy, chúng ta nhìn thấy này, quay lại. Ok đúng không? Bây giờ chưa có này, thêm mới này. Chung này. 2 này. Submit này. Đấy, chúng ta có này. Bây giờ bạn refresh lại, nó không mất nữa. Chúng ta nhìn thấy nó lưu vào trong local storage. Đấy. Đây là cách chúng ta sử dụng với hook đúng không? Có một đối tượng được lưu vào. Tag có thôi, chỗ này sai rồi. Object sẽ là chỗ này nó phải bằng là 4 đây này. Đấy. Thế là chúng ta đang bị sai này. Tạm thời để xóa đi các. Đúng không? Refresh lại. Thì nó bắt đầu nó có 1, 2, 3. À, vậy chúng ta xem lại cái chỗ gì? Chỗ tăng add đây này, add task. Nếu mà previous nhỏ hơn 0, chấm len mà nhỏ hơn bằng 0 thì ta lấy về 1. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy cái, chỗ này là chấm task ID thì nó mới tăng lên được. Đó. Ok này, chúng ta kiểm tra lại nha. Bây giờ xem cái anh add task, cái anh chung. Đó. Nghe đềm này, submit. Đấy, lên số 4 này. Đúng không? Đấy, tên. Thêm cái nữa này. Được chưa nhỉ? Đó. Như vậy đấy là cái phần mà chúng ta thêm mới. Được chưa? Tương tự như vậy ta làm thêm cái phần sửa. Đúng chưa nhỉ? À, thấy xem trong này nó yêu cầu chức năng gì? 4.4 rồi đúng không? 4.4 rồi. 4.5. Ok, ta làm luôn 4.5. À, chỗ này nhấn cancel thì xóa sạch. Thôi kệ nó đi nhỉ. Yeah. Xóa sạch thì chúng ta set lại cái state. Ta làm 4.5 đi. Đây 4.4 rồi. 4.5. Đấy. 4.5. 4.5 thì là chúng ta bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây khi nhấn vào edit. Đúng không ạ? Chúng ta phải chuyển cái này lên list tag, lên app, đẩy vào form. Đúng không? Ok, có vẻ là lòng hoàng đấy. Bắt đầu từ tag này. Ta viết từ đây. Edit này. Edit thì chúng ta sẽ chọn vào đây. On click. Đúng không? Ta phát sinh một cái handle edit đi. Và đây chúng ta edit cái nào chúng ta phải làm luôn ở đây. Như thế này đi. Đúng không nhỉ? Truyền vào đây là cái gì? Chúng ta đang muốn edit cái mà bạn sửa trên này. Đúng không? Cái item này chuyển vào đây. Được chưa nhỉ? Đấy. Bắt đầu từ đây ta sửa cái tag đấy. Được chưa? Ta gọi có tham số thì bạn gọi cách này. Và chúng ta copy cái handle edit. Đúng không?
lên trên này on constant, một cái handle edit bằng cái đầu vào chúng ta là tag, và chúng ta xử lý ở trên này, trên tag này chúng ta có thể là gì, ta làm thêm một sự kiện ở đây đi, phải on edit đúng không, copy on edit vào đây và sao sửa cái nào, sửa cái tag đấy, sửa cái tag rồi đấy, và trên này chúng ta sẽ từ đây chúng ta đẩy lên trên list tag đúng không, thì chúng ta bắt đầu chỗ này phải có thêm một cái nữa là gì, on edit đấy, để đặt chỗ này cho dễ nhìn này, on edit bằng thầy vẫn đặt là handle edit cái này thôi đúng không, trên này chúng ta lại đẩy lên app đúng không nhỉ, đẩy lên app, lên app thì ta thêm một cái vào đây nữa là on edit được chưa đấy, vậy thì trên này ta viết ở đây cũng được, constant handle edit bằng truyền đầu vào, nhận đầu vào là một cái tag đúng không nhỉ, và ta lấy cái on edit này đặt cái này vào thôi đấy, ok đúng không, chấm phẩy. Thì trên app bây giờ lên đây rồi, bắt đầu lên app, lên app khi mà render ra cái này chúng ta phải có một cái gì, một cái on edit đúng không nhỉ, bằng handle edit đi, ví dụ như vậy. Thì cái này là một cái function chúng ta viết ở đây để chúng ta điều chỉnh trong cái app JS này đúng không ạ, ta sẽ làm cái handle edit đây, handle edit đây, Ctrl C đang chức năng số 5 đến đây rồi đúng không, constant handle edit bằng cái đầu vào của chúng ta là một cái task cần sửa, và cái nhiệm vụ của chúng ta là gì, là cập nhật lại cái task đây này. Đấy, bây giờ bình thường thêm mới thì nó rỗng, nhưng mà khi chúng ta sửa chúng ta sẽ cập nhật lại, ta gọi cái này xuống đây thôi, set cái task này là xong, Ctrl C Ctrl V đúng không ạ, như vậy set task thì cái task này nó có, cái task này nó sẽ đẩy vào trong form đây thông qua cái này đúng không, nhưng mà còn một thiếu một cái nữa là chúng ta phải cập nhật cái gì đây, cái toggle này đúng không nhỉ, khi nãy chúng ta có là nhấn S thì bắt đầu chúng ta mới cập nhật cái toggle đây đúng không, đấy càng rồi, thế chúng ta gọi luôn lại cái này thôi, set toggle đúng không, là chú để cho nó hiển thị lên, gắn trực tiếp vào đây đúng chưa nhỉ, đấy set vào chu thì trên này chúng ta bắt đầu mới nhận được form render, bây giờ ta nhận được cái render tag được chưa nhỉ, và hiển thị form đấy, căng rồi ok, hãy quay lại thì chạy một chút rồi xong, handle edit ở đâu, có chỗ nào đấy chúng ta viết bị thiếu, bắt đầu từ tag đi, handle edit rồi sang list tag đi, handle edit đúng rồi, rồi lên app đi, handle edit, thế là chúng ta cập nhật ở đâu, đây rồi đúng không, on edit, handle edit, đây rồi, từ list trên nào, tag, đúng rồi, đây à, đấy, chúng ta lại phải đẩy lên trên này, đấy, úi giời, không phải thế. New effect add
warning thôi đấy chứ, đúng không? Warning thôi. À, ta sửa lại cái này cho thầy một chút. Nếu ta đặt ở dưới thì sao? Ctrl X, Ctrl V thì nó không nhận được, đúng không? Mà chúng ta phải đặt ở trên. Đấy. Sau đó thì mới dùng cái này để gọi render ra được, đúng không? Đó, ok. Thế chúng ta bây giờ sửa nào. Đấy, bây giờ còn nhiệm vụ là form nó hiển thị rồi đấy. Hiển thị cái giá trị này lên trên này để sửa thôi, đúng không? Ok. Hiển thị thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào form. Lúc này cái render task này nó có này, đúng không ạ? Chúng ta log ra xem có nhìn thấy cái render task không. À, render task để đẩy như này cho nó phân biệt. Ok. À, render task chúng ta thử xem nó render ra đúng không. Khi mà ta click vào sửa, đúng không nhỉ? Sửa này. À, render task ok rồi. Small này. 2 này. Ok rồi. Chung chung này. Ok rồi, 6 này. 5 này, ok. Bây giờ đẩy cái này vào trong form. Như vậy thì lúc khi nãy chúng ta đẩy cái initial là cái 0 này này. Bây giờ khi có cái này chúng ta phải cập nhật lại cái này, tức là cái này lúc này nó không còn là mặc định là initial nữa. Đúng không nhỉ? Nhưng khi mà cái render này nó có thì chúng ta sẽ cập nhật lại cái task này chứ không phải là cái này nữa. Vậy thì đơn thuần là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sử dụng một cái UI effect đi. Đấy, một cái hàm UI effect nó thực hiện cái nhiệm vụ là gì? Đấy, thứ nhất là ta kiểm tra cái task. Như vậy lúc này ta kiểm tra xem nó có cái render task này không, tức là như thế này thôi. À, nó phụ thuộc vào cái điều kiện là cái render task này nó thay đổi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ là gì? Nếu cái render task.task id đi, ta dùng task id để kiểm tra. Nếu như nó không có, tức là nó là giá trị under file. Đấy. Thì ta làm gì? Đúng không? Nếu không có thì ta không làm gì cả. Còn nếu nó có thì ta sẽ set cái gọi cái hàm này. Đây. Set cái này là cái gì? Là cái render task. Tức là lúc này nó không còn install nữa mà cái task này sẽ là cái task mà ta truyền vào ở đây. Và khi truyền vào như vậy thì chỗ này bắt đầu nó mới có giá trị hiển thị, đúng không? Ta chạy lại cái xem nhé. Ok này. Edit. Ok đúng không? Edit số 5. Đấy. Đúng không? Edit số 6. Đúng không? Edit số 1. Được chưa? Đấy là cái phần mà chúng ta render. Và khi render như vậy rồi ấy, thì lúc này chúng ta nhấn vào nút submit đây này. Thì nó là submit cho trường hợp sửa chứ không phải submit cho trường hợp thêm mới, đúng không? Ta xem lại cái quy trình này đã làm được đến đâu. Đến đây rồi. Chức năng edit task button là chuyển dữ liệu component lên form này. Từ form hiển thị dữ liệu cho phép người dùng sửa đổi submit gửi dữ liệu về form cập nhật list task render lại component. Ta làm phần này nữa, đúng không ạ? Vậy phần này chúng ta sẽ bắt đầu từ form. Ta sẽ phải sửa lại chỗ này thôi, chỗ này không cần dùng nữa, ta bỏ đi, đúng không? Đấy. Từ form, khi người dùng nhấn submit thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu như nó là trường hợp thêm mới thì ta add, đúng không? Vậy thì điều gì xác định cho trường hợp thêm mới chính là gì? Là cái render task này chấm task id nếu nó bằng under file thì chúng ta sẽ gọi cái này. Đấy. Sẽ gọi là add. Đúng không? Còn trường hợp mà nó là nó có trường hợp sửa thì chúng ta gọi cái edit. Bạn thêm vào đây cho thầy một cái nữa là gì? On edit. Đấy. Và chuyển cái dữ liệu vào cái event này.
on edit tab, đúng chưa? Và chúng ta chỗ này chúng ta lại có thể set nó lại cũng được, nhưng hiện tại là thầy chuyển nó vào đấy thôi. Đấy. Và trên này, trên form chúng ta lại phải cập nhật từ app này, nó phải có một cái gì, một cái on edit bằng, chúng ta sẽ làm cái sự kiện gì ở đây, đúng không nhỉ? Thì ta gọi là một cái trường hợp là handle stat, handle update đi, đúng không? Hay là handle edit cũng được, handle update. Đó. Handle update, update thì chúng ta sẽ cập nhật lại. Cập nhật lại. Đúng không? Đây. Đang ở chỗ phần thứ 5 đây rồi. Đúng chưa nhỉ? Đây là cập nhật. Tắt S nhé. Đấy. Chúng ta sẽ xây dựng cái Graph Function Update. Đầu vào của nó vẫn là một cái tab. Và nó thực hiện cái nhiệm vụ cập nhật như sau này. Đúng không nhỉ? Tức là chúng ta phải tìm đến cái, tìm trong danh sách này này, trong cái danh sách này này, xem có cái nào là cái mà chúng ta đang cập nhật đây hay không này, đúng không? Đấy. Vậy chúng ta chỉ việc gọi cái hàm set tab có s nhé, cái giá trị tập cũ này, người gọi various, và nó trả về cái mới này. Đấy, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra xem có cái nào là cái mà chúng ta đang sửa đây hay không. Tức là nếu previous tại vị trí có nhỉ, ta duyệt chứ, cái này ta phải duyệt for loop index tên tại query này chấm len, và chúng ta kiểm tra nếu cái vị trí tại vị trí index chấm, ta so sánh bằng mã mà tab id bằng cái tab chúng ta đang sửa ở đây, bằng ta chỉ có thể so sánh nó bằng chấm thông qua thuộc tính tab id thôi. Đấy. Nếu nó có thì ta làm gì? Ta làm cái việc là cập nhật lại vị trí đấy thôi, index bằng ta thế thôi. Đúng không ạ? Và sau cái dòng vòng lập for này thì chúng ta sẽ trả về giá trị cho nó, return nó là một mảng, đúng không? Reverse. Đấy. Ok. Thế là chúng ta đã xử lý xong cái trường hợp cập nhật. Và khi cập nhật lại cái tab này ấy, thì cái này nó lại sẽ phát sinh lại này. Cái anh switch này, anh này thay đổi mà, nó lại cập nhật lại anh này. Đó. Ok, làm thử xem nào. Đó, chúng ta edit này, trung chỉnh này, đúng chưa nhỉ? Submit này. Đó. Cái medium này chúng ta cho small này. Đó, cho 2 này. Đấy, ok ngay, đúng không? Đấy, chọn cái khác này, đúng không? Chỉnh văn chung này. Đấy, chọn nó là small đi, submit. Hay cái này chẳng hạn, ví dụ dev master. Đấy, ok, submit. Đúng chưa? Như vậy ta có thêm rồi, sửa rồi. Làm chức năng xóa. Chức năng xóa thì dễ quá rồi, đúng không nhỉ? Chức năng xóa từ đây, ta làm nốt chức năng xóa nha. Đấy, không phải chức năng xóa mà ta xem đây, cái bài hôm trước ta đã phân tích rồi đấy. À đúng rồi, chức năng xóa on delete chuyển tab hoặc tab id lên app và xóa đi. Đây là xong 4.6. Ta sẽ xử lý trong 4.6, đúng chưa? Như vậy thì nó bắt đầu từ đâu? Từ tab, đúng không nhỉ? Khi người dùng nhấn vào delete, bạn sẽ làm giống như ở trên này. Đây này, đúng không? Ctrl C, Ctrl V, bỏ cái này đi nhé. Nhưng bây giờ nó là handle delete. Ok. Và ta viết một cái
ra function ở đây, đây đúng không, là constant handle delete bằng, ta xóa cái gì đúng chưa, và đẩy lên đâu, ta cho đây là on delete, truyền vào đây là cái nên biết cái này trước mới đúng hơn. À, phải on delete và chuyển vào đây là gì ta, đúng chưa nhỉ, là cái anh này. Đấy, giờ Ctrl C Ctrl V và trên on delete này chúng ta lại đẩy lên trên delete tab đúng không, trên này chúng ta sẽ thêm một cái nữa là gì. À, đây ở chỗ này trước đây đúng không nhỉ, on delete bằng gọi một cái handle delete thế này thôi, handle delete thì ta tạo một cái này đây, constant handle delete bằng chuyển vào đây một cái tab và gì gọi cái hành động on delete, hành động even ở đây và đặt nó vào đây. Để sao được chưa nhỉ, từ cái này chúng ta đang gọi từ app này lên app trong cái list tab đâu, đây đúng không, chúng ta làm thêm cái on delete bằng cái gì thôi, handle delete, thế là xong đúng không ạ. Trên này chúng ta sẽ xử lý cho cái trường hợp xóa chính là chỗ này. Bây giờ mình đến đây đấy, constant đấy, handle delete cái giá trị chúng ta cần xóa, bản chất là chúng ta cập nhật lại cái tab thôi, cái này thì dễ rồi, set nó giống như set state ấy. Set tab s nhé, đấy lấy từ cái giá trị hiện tại này ta đi tìm đến là gì, let đi, new variable bằng gì, bằng cái parameter.filter, chúng ta sử dụng cái cú pháp filter, chúng ta tìm tất cả các phần tử mà lấy ra những phần tử nó không có cái tag id, cái tag id nó khác với cái tag not bằng tag chấm tag id thế thôi, và chúng ta return về cái new tag đây. Đây đúng không nhỉ, thực ra là chúng ta phải gọi là new tag sc chính xác hơn, Ctrl C Ctrl V đúng không ạ, và khi cái này thay đổi thì nó render lại, chúng ta thử xem nó có đúng xóa được không, xóa. Đó, xóa đúng không, refresh lại nó xóa hết, thế là hết. Ui, vẫn còn delete không, sẽ có một cái nhỉ, cái cuối cùng cũng xóa được mới vui, not bằng đúng không. Đó, chẳng là bị sót chỗ nào đấy thôi, not bằng có thể sai cái gì đấy, thêm cái này ok. Thôi chúng ta về sửa nốt chỗ đấy, như vậy là chúng ta xử lý được các chức năng thêm chữa xóa mà sử dụng bằng hook, chủ yếu là với use state và use effect để chúng ta re-render lại cái những cái thành phần nó sửa đổi đúng không nhỉ. Đấy, ok rồi nhỉ, còn gì nữa không, phần lọc các thứ chúng ta về nghiên cứu tiếp nhỉ, cho cái phần giống như phần đầu chúng ta làm ấy, ok nhé. Như vậy đấy là cái phần mini project 1 khá hoàn thiện, chúng ta sẽ ngồi làm lại để buổi sau lên lớp thì phải chữa tiếp, ok chưa nhỉ. Đấy, ok chúng ta làm lại nhá.